Trưa ngày 17 tháng 1, tại trạm cân tải trọng lưu động ở km 9,000 trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn, Bãi Trành, chiếc xe 7 chỗ mang biển kiểm soát 36A12195 do Nguyễn Văn Hoàng điều khiển, chạy với tốc độ nhanh, lao vào trạm cân rồi bất ngờ phanh gấp với mục đích làm hỏng trạm cân. Nhưng do chiếc xe có trọng tài nhỏ nên chưa gây thiệt hại gì đối với trạm cân. Nguyên nhân là do trước đó, doanh nghiệp của anh Hoàng đã bị cảnh sát giao thông tiến hành xử phạt 41 triệu đồng đối với chiếc xe tải chở quá trọng tải gần 300%. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an huyện Tĩnh Gia tiến hành bắt giữ chiếc xe để làm rõ vụ việc.